Bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành quanh năm, bệnh chưa có thuốc đặc trị và chưa có vaccine phòng ngừa. Vết tê truyền bệnh sốt xuất huyết là mũi dằn. Khi mưa xuống tạo điều kiện thuận lợi cho mũi dằn sinh sản phát triển, kéo theo dịch bệnh sốt xuất huyết tăng lên nhanh chóng. Sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết ra sao nếu không được phát hiện điều trị sớm? Làm gì để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người kỳ 1 tháng 5 năm 2022. Chuyên mục sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ và phát lại vào lúc 17 giờ 55 phút ngày Chủ nhật 1 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chuyên mục Sức khỏe cho mọi người trên website thbl.vn, YouTube youtube.com/bacliutv, Facebook facebook.com/truyenhinhbacliu. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.